Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Giả Đồng Quê. Hôm nay mấy bà cháu sẽ đổ rau câu dừa mít nha ông bà cô chú ơi. Thì cái trái mít này là bữa đó là Diền với Hiếm Hai ra cái vườn của cô Hai nè, chôm được cái trái mít này về. Thì bữa đó là thơm hợp rồi, đến bữa nay là cũng 2 ngày rồi, chắc nó cũng chín nhiều rồi đó. Cái loại này mít Thái sao nó còn cứng ngắc luôn vậy nè. Wow, cũng vàng. Cũng vàng, cũng đẹp lắm chứ bộ. Nhưng mà cái loại mít Thái này á, nó không có vàng như là kia. Cái màu vàng này là cái màu vàng nghệ chứ không phải vàng tươi. Thì gì cũng có kêu chị Phương. Chở quầy dừa xuống nè bà cô chú. Mua thêm là rau câu dừa. Giá lại cái này là nước cúc dừa nha. Hôm nay sẽ đổ rau câu mít. Thì con sẽ chặt dừa. Nãy dừa ấy luôn. Dừa mùi vậy mà nó thơm. Còn tính. Nếu người chơi rồi đó. Không có làm dâu được rồi nha. Thèm. Út dao nó lục. Kêu chỉ dừa đem dừa có cái xuống đó mà không biết mấy trái này sao. Đó. Ăn đây. Sợ mũ mang qua tay vô bóp. Mũ rồi dính dỗ ra nè. Dừa. Cái đựng vỏ, cái đựng vỏ, cái đựng thịt, đựng vỏ, cái đựng thịt, đựng nó đựng vỏ, đựng thịt vỏ. Cái gì? Dừa hả? Chặt không phơi. Khéo này khéo dừa là gà. Thôi mình chặt cái. Đặt lấy cái. Cho nó đẹp đẹp, đặt lấy cái. Cái này nó không dày rồi ba ơi. Dạ. Cái muỗng giòn rồi. Cái xào sắc rồi. Bởi vậy này đổ buồn mới được. Mít nó giòn. Giòn. Cho qua cái thao này đi chút xíu nữa mình chặt thử nó vậy chứ nó làm được mềm mềm chứ nó ngon. Vậy ha. Con sợ thử không được đây nè chứ. Không được. Sợ thử lấy muỗng rồi bỏ họng luôn á. Thừa hai cười. Nạo thì được rồi đó nhưng mà không biết để ngoài được không. Sâu. Nè ba gì được không? Dừa lửa đấy. Ngon. Ngon rồi phải không? Đâu rồi. Thôi đổi buồn khác đi mới được. Cái này vậy vậy khó thắt chứ ấy được mới miệng thì ngon được. Cái này coi sao. Dưới đít là... Vậy hả? Ở dưới đít là chịu ăn trước hơn trên. Ừ, cho mình kéo cái dao này nha. Kéo dao khác chưa nha. Ừ. Hay ngứa hả? Cô Thảo nữa. Dao này mình kéo đây nha, đừng thể vô khác. Đó. Đó. Dạ, cô Thảo ra bà thảo cho mít nha. Thảo cho ngon để bà ba la làng đó. Dao kéo nha. Dao khéo chó thì chết. Thấy chưa? Thấy chưa? Ngày quá. Thấy chưa bà ba? Ừ, thấy thèm chưa? Ngày nó khéo đi. Khéo sợ khác mắc mít hết trơn. Cái này được rồi anh ba. Không? Sợ mắc mít thấy không? Có thể mít đâu không mắc. Cái này được nè anh ba. Ừ, cái được đó. Rồi giơ tay rồi tính sao? Giơ tay rửa. Rửa được. Mũ không đây nè. Chứ tính sao chặn gì nè. Mũ không đó. Để nó dính mũ không nè. Dính tay hết trơn nè. Lấy dầu. Đâu. Lấy dầu thì rửa tay. Lấy dầu lên. Bông tay là không dính thôi à. Nè anh ba. Ok nè. Ừ. Nè nè. Hồi nãy lấy cái lỗ bíp bỏ đâu vậy? Trái dưới đít hả? Đít buồn á. Ừ. Thử một trái nữa thôi nha. Không được là đổi buồn khác đó, lặn lấy quậy có cá mới được. Đó không? Thôi được thì vậy. Bà chạy đi luôn còn sao? Chạy luôn bỏ xe kem. Bỏ xe kem lại. Đổi xe kem. Đi đó, đi cho thằng nó mượn đi canh lấy mất tiêu luôn. Dạ. Ừ. Mất luôn hả? Ai? Mất luôn. Lâu rồi mình cứ đựng con giá
đem cho bà út luôn. Vậy là được có hai trái xanh này à, là nó có cái à. Trời, tắm dừa lắm. Đổ qua cái thao tí xíu nữa mình lượt bụi nè. Để bữa nó xuống một tí mình lỡ. Bà hai ở ngồi sao con né nha bà hai. Nó làm bà làm bánh né. Đây dừa, đó, dừa này là dừa ăn luôn nè. Chờ chị xuống đổi lại cái bùn dừa khác. Cái bát với mũ. Cái gà với mũ. Mít này thì nó có độ giòn chứ nó không có mềm. Làm sao nó cũng giòn hết trơn. Giờ đợi dừa xuống thì dì sẽ cắt mít luôn. Mít này nửa mùng canh rửa nước phải cắt cho dính tay. Nó dầu mà nó ra muối rồi là nó hết mũ rồi. Muối nào dính mũ bỏ vào miệng ngay. Cái nồi hết trơn mà hết mũ luôn à. Lấy cái phần hột nha. Trời ơi ngon dễ sợ luôn nè. Lùi cho. Lùi cho ăn no. Chùm mền. Rồi xong rồi mình sắc sợi nha cả nhà. Thành dĩa sợi sợi. Đi hai hiến cháu mà đi nha, trời ơi khóa banh cái giường luôn. Cái gì ăn được là hái hết. Nhà chưa bao giờ có nha. Để dừa, đập chuối, rồi bẻ mít. Không, cô hai mới biết hay chứ bộ. Lời đó ba, bà phát hiện gì là bà hai đồ gãy mới có nhiều đó. Mặc hết tôi biết rồi. Ơi, hôm ba không chừng mình đốt hai quầy, không chừng bà còn biết nữa. Trời không biết. Không có vườn dừa, ở vườn chuối nhiều lắm chứ bộ. Nó một trên cây để thấy trên cây đó chừng đó không biết. Nó hả bà hay vậy không? Gặp gì hai sao không? Gặp nó đi nó kêu rồi. Hay nó kêu rồi. Chỉ biết đống chuối thôi. Đống chuối thôi chưa biết quá. Chưa nói. Dạ non rồi chị ơi. Dạ, hai trái rồi. Hai trái rồi. Thôi trả lại hai trái non đó chị trở về đi. Trả hai cái vỏ đó. Lấy nước rồi. Để đó giùm em đi chị. Đặt có già chưa? Có thử chưa? Đừng đổi nữa đó. Bà chặt hay thử chán nè. Bà chặt hay mà vô bà chặt. Đi ra, đi ra. Đây, đây cô Thảo. Cô Thảo sẽ thử trái nha. Rồi bà thử. Không ấy thì chở về hai quầy luôn. Wow. Để đi bán luôn. Chuyên nghiệp rồi, chuyên nghiệp rồi. Cái này được rồi. À, để đây bán giùm cho Nhiêm trái. Nhiêm trái như lát nữa bán luôn cho. Vậy hả? Rồi đi lát bán luôn. Đổ hơi nhỏ, đổ hơi lâu à. Rồi cho cô cầm chứ con đâu cầm đâu. Tay cầm mỗi tay cái chịu. Cái này dừa. Dạ. Cho con dừa đâu phải có cái. Rồi hết nước. Chị đem nhiêu trái nữa vậy? Dữ hả? Dạ. Để khi bán được, bán được. Dạ. Rồi đây thiếu luôn đi. Bữa nay là mua thiếu á. Để đi mua tiếp luôn. Mua tiếp cho. Để đi chị. Ôi ôi cái đó là ngon cực kỳ luôn đó, là vừa đổ vào câu luôn. Hết luôn hả chị? Ôi chặt vài trái thôi. Dạ vài trái thôi. Trái đâu có cần nhiều đâu, để mít nữa rồi. Lấy nước á. Ờ lấy nước mình. Dạ chị.
Rồi chiều chị xuống nha. Xuống thì còn trở về bán còn hết thôi. Thì em bán được cái nào bán, còn không bán được chiều đẩy sẽ đẩy xuống. Ngày nào chị cũng đẩy thôi, dạ xuống dưới này chứ. Được chưa mặt không? Quá. Wow. Bẩn mát. Rửa mặt. Rửa mặt mình khỏi rửa nước lạnh. Cái đổ mấy bịch? À, con mua một hộp lần nè. Hộp chục bịch. Bà ba đổ mấy bịch, bà ba đổ. Không đổ mấy bịch quên thôi. Cái lòng nó nhỏ. Bữa nay là đại lý dừa. Không đổ mấy bịch quên. Mà đổ này mít nó vừa vừa nó ngon. Không đổ 7 bịch hay gì. Còn uống này cá hẳn vừa. Trời ơi, cá nào cá nấy kìa trắng phiếu luôn. Quá trần luôn. Cái thứ ba là ông ra xong rồi nè. Trời ơi, trắng phiếu ngon dễ sợ luôn á. Mình sẽ gọt cái phần đen đen này bỏ rồi đem đi rửa. Cái này giống như cái cảnh làm mứt thôi ba. Dạ, dạ tháng nữa làm mứt. Vài tháng nữa làm mứt cái đớp nữa rồi đó. Thấy lay quay mau. Bà hai thêm tuổi mới. Lưỡi hổi má không ghê trời. Lưỡi hổi là tới tết rồi. Mới đây là cũng hổi ngồi mặn chết. Đang hết sớm rồi mà xào mứt đây. Mà xào mứt rồi. Còn ba dừa đó xào mứt đi. Dạ, xào mứt. Không, dừa đó để 3-4 ngày nữa là xào mứt là dừa luôn á. Không, muốn xào mứt lên trên chợ trên có cái thằng đó là nó dừa dữ lắm luôn. Vậy nhưng thằng con mà số lấy á. Mình làm này hết không tệ gì, thôi chùa đây đừng làm hết. Mứt á. Dạ. Ừ. Thì làm giống cái vài miếng thì miếng đâu có làm nhiều đâu rồi dưng. Rồi cá dừa đã rửa xong rồi nè, sạch bon trắng phiếu luôn. Bây giờ bà Út với bà Hai rồi sẽ xắt cái phần cá dừa này cũng xắt sợi luôn. Hai khiến cháu sẽ lường nước 1 lít. Nè, mất cái đại lít. Bây giờ chắc ngang, dạ. Sắt đi. Một bịch rau câu như vậy á là 50 gram. 10 gram là 5 lon nước. Là cái dừa đổ xuống luôn. Này mình đổ là 7 bịch. Lưng đi chàng trời ba này là mình sử dụng nước dừa tươi không luôn này. Mình sử dụng 4 lít rưỡi kiếm máu được 5 lít rồi. 4 5 lít thì được 5 bịch đấy, còn thiếu 2 bịch đó mình chặt thêm. Vô lấy cái gì nữa. Chặt thì non. Này là cái nhiều. Chặt vô bên đó đi. Dừa này đi. Thôi mình tiếp bả dừa già đi. Để non nó mình uống. Ừ. Vậy đi. Non mình uống đi. Vào mình. Thế cái mỏng nó cái nào dày cái mình chừa lại bớt cái nhiều ấy. Mỏng bớt trái. Cô Thảo ba đi vậy không ai chặt dừng chứ. Mắm. Mắm cô chặt luôn đi. Mắm cho tóc nha. Bớt luôn. Hai trái. Đừng lứt luôn. Nói mà còn không kịp. Ba nữa. Đừng lứt luôn. Cách đổ qua kia đừng lứt luôn. Không lứt rồi. Không được lứt rồi. Lưng chú ơi. Móc quá. Ba trái này lứt. Thức quá. Bây giờ nấu kiểu dừa cho anh. Nãy em để cái trái này lên ta nhiều không? Trái gì? Mình đã đủ rồi đó, đừng lừng nó nữa. Đi nè. Đủ 5 bịch rồi. Vậy hả? Đây ta để 2 bịch bên đây. Ừ. Nó khúc giữa. Hai bịch bên đây mình riêng, mình thắng riêng. Hả? Để đây đây. Ừ. Rồi vậy là đủ luôn. À, đó, đủ dừa nữa. Dừa này nè. Ừ. Rồi. Dừa, dừa, nước khúc dừa rồi xong. Rồi. Hai bà chân bánh cạnh đó mọi người lộn. Bình ngửa bốn cái này.
mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Bây giờ hai thím cháu sẽ chuẩn bị để nấu rau câu nha bà cô chú. Thì bà Út với bà Hai bắt Út rồi thì chuẩn bị dừa với lại mít. Cái này á là gì? Đổ là 5 bịch. 5 bịch là 8 lít. Ui dạ. Còn bên đây là 10 lon, 2 bịch. Là có nghĩa là 1 bịch là 5 lon. Cái này là chỉ có 10 gram thôi. Rau câu này là rau câu dẻo, rau câu dừa. Thì mỗi người có cái cách đổ khác nhau á. Có lúc thì người ta là cho bắt nước lên trước rồi cho bột rau câu từ từ vô. Có người thì để nguội. Nhưng mà đặc biệt rau câu này á, là vừa gắt vừa khuấy, vừa gắt vừa khuấy như vậy á, nó sẽ không bị ốc trâu nha bà con chú. Còn phần rau câu giòn á, thì mình phải quậy trước để cho tầm 5-10 phút để nó nở bột rau câu mình mới đổ được. Còn rau câu này thì mình không cần phải chờ đâu, thì cứ vừa gắt vừa đổ vô hoài. Thì cái phần nước cốt này cũng y như vậy luôn nha bà cô chú. Giờ Diền sẽ luồn nước cốt rồi xong xưa hết này nè, cho rau câu vô vừa cho vừa khuấy. Rau câu dừa này á, nếu mà đổ được đường phèn á thì nó rất là ngon nha, mát nữa. Còn cái này á là vì ở đây không có bán đường phèn á, cho nên là mình sử dụng đường cát để thay thế đường phèn. Rồi cứ việc tiếp tục khuấy hoài. Rồi bây giờ sẽ cho đường vô luôn nha bà cô chú ơi. Thì cái này tùy khẩu vị của mỗi người nha. Thích ăn ngọt, ăn lạc gì đó thì mình cho theo cái suy nghĩ của mình thôi, cái miệng của mình thôi. Mình chân ký vô, chân ký luôn. Mình có lạc thì để thêm. Đường này thì không ép buộc nha. Đây, cho nửa muỗng muối. Ở bên nước cốt dừa thì mình cũng vậy nha. Ít hơn thì mình cho muối ít hơn, cho đường ít hơn. Rồi sẵn tiện mình cho vô mấy cọng lá dứa này để mà cho nó thơm. Quấn lại lát nữa cho dễ vớt ra. Đây. Đâu là mình đổ lá dứa cũng ngon đó. Dạ, mà lá dứa cũng ngon. Rau câu tới rồi nè. Giờ gì sẽ nhỏ lửa lại để cho nó giữ cái độ nóng với nó lâu đặc. Dạ không. Đi ngồi vào cửa đi. Rồi gì sẽ cho mít vô. Mấy cái cao. Này, cho mít vô đây luôn. Hai trái luôn. Một cái đổ. Quậy lên. Ơi, đổ vô. Quậy lên. Ở đây được mấy cái? Cái dừa. Đổ dừa vô. Ủa mình đổ dừa vô, mình đổ mình khó gót nha mày. Kệ. Gót vô gót lâu rồi. Cho dừa thôi, đừng để nhiều quá cũng không ngon. Miếng đi. Hết luôn đi. Còn cái xanh ở đâu? Sư mồm sư quế hả bà? Rồi bây giờ sẽ chuẩn bị đổ nha. Qua chị sẽ mượn đi. Đúng rồi. Nhà nghèo lắm cả nhà ơi, có cái ca một à. Mà bánh mượn đi Úc ơi. Vậy bà Hai sắp ly. Sướng bộ ngủ. Nè. Nè.
ly không đủ rồi. Câu câu mình cũng đã tới cả nhà, mình sẽ múc cho mấy quý vị bên đó đổ. quý vị đồng đội. Cho cái dĩa đi không? Nó đổ vô khó đấy không? Thích để gấp sẵn cho dễ chứ. Và Út chơi cái chiêu là rồi bà Út cho nước vô cái nó trôi cho người đâu rồi úp bà đưa con ca đi Út ơi, đi đi đổ bỏ đi ca đi đúng không đây đâu đũa đổ ra bà gấp ra kìa. Ồ cái lì nhà mới mà đổ nước vô cái gì không hả, cho nó đổ lớn mà để vô mất cái nhựa nó kẹt lại lấy đũa gấp ra. Đây quý vị nào đổ đi nhà bốt ca nhà bốt đổ vô. Đó đây con mâm không chị Út? Kìa 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 cái mâm nó ngà lấy mâm nó chắc đủ hết ly đi. Để chúng cho bà nội xem cho bà chắc đi. Nó kém sợ đâu đổ ngủ nó kém sợ sao luôn. Đổ cái lưng cái đó đầy là cái này đầy quá nó cốt xịu. Út gấp lại Út. Chị Út hò quá gấp lại. Gấp qua bên nào ly nhiều Út gấp lại. Gấp cả đi. Thái ăn đồ thì nó mới qua đó. Chạy tới thì luôn đi thăm Việt Nam. Đổ lưng thôi. Đổ về cái mắt con người gắt. Có việc làm. Để bác Út vừa ở không buồn. Thấy bác Út ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mâm ra mình đổ nha mọi người chú. Bị hết đi hết đi thôi để hai ba lớp nữa cho con nước cốt dừa đi bớt thôi này nó cũng đặt là đặt chưa thôi đến là nè để nó xuống chạn xuống nó quên cho ngủ chút nó đi gắn mặt rồi được không đổ chàng là quýnh nó nghe. Ai yêu cầu rồi cho đổ chú mở hộp chàng là quýnh nó nghe công nhận nó meo đặt ghê luôn á đi ra ngoài là bắt đầu là đặt thử ly nha. Ngay đây. Bé rồi. Nhẹ. Đổ bên nhẹ nó chèn. Có cái muỗng đổ nó đổ. Để tô đây tôi múc con mít cho bà. Đây. Trời ơi, cái đưa xuống dưới nó đẹp nữa chứ có gì đâu mà ba. Đồ cẩm ha. Cẩm thật cẩm luôn rồi. Đổ lớp một cái cẩm mới chịu, hư rồi mà đặt nấu. Trời ơi, trời ơi. Ngon á, giống bánh lọc. Giống bánh lọc. Dạ chị có bánh cho bà, ô bà hai, bà bỏ vô. Cắt bỏ vô. Nóng mà.
chứ mới ra là nó nóng nhất. Giờ là đổ lớp cuối cùng nha. Ít mộ. Đầy quá đầy. Cái này là vừa chán mặt khô là mình đổ lớp. Được rồi, để thôi là nó bị chốc lớp. Trời ơi, ngon dễ sợ không. Xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó mình. Béo dữ rồi, lớp mùi thơm sữa. Này béo. Bài mùi gì ha bà ha? Bài mùi sữa. Mùi này là nực nặng dữ dằn. Quá thơm. Hết chưa? Dư hả? Thiếu nữa nè bà ba ơi, vậy mà nói dư thôi. Dư nữa gì bởi vì đổ ra ngoài không kìa. Rồi cho ăn xô đó nè. Cái này là đợi chừng nào mà dần nước đá lạnh rồi xong mới thưởng thức được nha bà chú. Lạnh lạnh ăn mới ngon. Lạnh lạnh ăn mới ngon chứ cái này mình ăn nó không có ngon đâu. Mua nước đá gì dặn. Xong. Rồi đổ mấy cái này. Luôn đó hả? Bị chua, bị dừa dừa. Còn mày bị gì? Bị trộn trộn. Bà tới rồi leo kéo cho cừ cừ biết à. Rau câu nãy giờ nó cũng đã đặt rồi nè. Đó, đặt hết trơn rồi, cũng dằn nước đá ướp cho lạnh rồi đó bà cô chú ơi. Lì sẽ đi. Sắc ra để thưởng thức cái phần rau câu này nha. Đổ hồi sớm tới giờ mình sẽ dùng cái bằng trắng. Cái này cũng mau ăn. Dạ, đổ trong vòng khoảng 50 phút là có ăn liền à. Dặn nước đá rồi, phải cuốn ba lớp rồi, bốn lớp dán lên ngủ trưa ba lớp vào đầu bốn ta bốn cốt suy nghĩ ra chưa đó mấy lớp bốn lớp người ta tới bốn lớp khu này dày hơn đó nha. Ừ thi hết khu rồi đó nó bị mỏng hết rồi, nó có hai lớp rồi sao lật nó lên mà lỡ là trắng luôn đi trắng đi trắng đi ăn ăn lật nó lên. Đây. Cái gì còn không chắc. À, nhìn cũng rất là hấp dẫn nghe không? Cái lớp dưới hơi yếu, hơi bị yếu mất rồi. Lớp này mỏng. Dạ. Lớp giữa dày. Không có lợn, không có lợn nha. Đó. Đó. Lợn ghê chưa? Lợn nhau bốn lớp. Quá đã. Hai lớp sữa, hai lớp trắng. Ừ.
tốt, mới vừa gì dứ hay ăn ghê luôn. Mới vừa xong đợi chờ là quất bụng cơm rồi. Ăn, ăn cơm xong rồi là ăn cái này là tráng miệng là quá ok rồi. Giòn sực sực luôn ở nhà ơi. Chấm cho múc đi ra đồng. Ừ, để với trắng. Ừ. Rồi. Quá đẹp. Quá đẹp, chắc không đứt chân vậy. Giòn mà. Thấy không? Đứt ngon ha. Đó. Ừ. Rồi, vung tay rất nghiêm luôn. Đói quá vung tay. Tự nhiên rất. Không. Đói quá vung tay rất nghiêm luôn rồi. Cái con trắng quá đẹp. Cắn nó gần cưa, gần cưa nó mới đẹp. Nè. Nó mâm mới cắn gì đây. Cầm nẻ đi. Nẻ đi. Chuẩn bị. Hai còn chưa? Có. Cũng đói nữa, cơm là phụ sớm nữa. À, mình phải phụ sớm. À. Rồi, mời ông bà cô chú, anh chị và các bạn cùng thưởng thức rau câu mít với đại gia đình luôn. Câu dừa mít. Câu dừa mít nha. Mời cả nhà ăn luôn. Rồi cả nhà ăn nghe câu dừa mít. Nghề của mình đi. Ngon rồi. Cô bà cô bác cho tôi nồng bà cắt tiền. Nó mít ngon ha. Thơm, ngọt, béo. Xíu xíu, quá đỉnh. Chạy vòng vòng. Cái món rau câu này á là mình ăn trong những lúc mà tiệc tùng đồ tráng miệng á là hết sảy con bà bảy luôn nha cả nhà. Tiện lợi. Thường nhanh lẹ đám cưới đám dỗ rồi ưa đãi chẳng có ai đặt đám cưới đám dỗ gì đó đặt hay bà ba đó này nhá là nha. Nè cái miếng rau câu nè chúng mới vừa sực 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 cắt ra rất là ngon luôn lợn à, da lợn nè à, lớp rau câu lớp sữa lớp rau câu và lớp sữa cái này á phải mà da lợn được nhiều lớp á nhìn còn hấp dẫn nữa khéo quá cô nó mình đỡ nhiều màu á nhiều màu nó ngon dạ rồi mời cả nhà cùng thưởng thức rau câu tay cầm tay bưng tay bợ để gớt lúc mà cắt á là thấy nó là giòn sực sực rồi đó. Ừ. Không có rau câu sợi nhưng mà nó vẫn giòn giòn dẻo dai mời cả nhà. Thơm thơm mùi mít ăn ngày sáu ơi nồi muốn chết vậy ăn miếng thử miếng ơi ta ngày khá 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 già nhâm nhi tháng từ từ lấy ra mày đắp ăn hoài. Ừ. Cái này là đắp ăn chưa được lạnh không nó có lạnh lạnh chút nữa lạnh chưa nhưng mà miếng không lạnh có sực sực mà chưa có lạnh mới lạnh nha lạnh thứ ngon được. Ừ. Không có tại lạnh nó đúng rồi câu là phải lạnh chứ chưa lạnh thôi giờ lát chia ra ngưỡng mớ đem về luôn lạnh mời ăn cái vợ nó không lạnh ăn nó hơi bị ngán á tại gấp quá gấp á ôi ôi hai con ăn được cờ hai ăn đi vô sẵn tiện tay còn miếng cắt luôn hết hai khuôn luôn đi để trong đây lạnh nè có nước này nè lạnh nè. Quá ngon á nhà ơi, cắt mà cái tay nó sướng làm sao đâu á. Sụp sụp sụp. Sực 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 vậy đó. Quá thơm. Hôm nay đổ ra con dừa mít rất là ngon luôn không bà cô chú ơi. À, mấy cái ly này chắc ngày mai mình đem đi bán mình gỡ gạt lại mấy tiền dừa mới được. Dừa bữa nay quá. Dừa. Đúng rồi, hơn chục trái dừa. Thôi mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye cả nhà.